Công an huyện Thuận Thành vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Phạm Minh Hải, 67 tuổi ở xã Hà Mãn, huyện Thuận Thành về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Trước đó Phạm Minh Hải nhận chạy giảm án cho Vương Thị Quỳ 40 tuổi ở xã Gia Đông huyện Thuận Thành, bị Viện kiểm sát nhân dân huyện Thuận Thành truy tố về tội chứa mại dâm theo quy định tại khoản 2 điều 327 Bộ luật hình sự và yêu cầu Quỳ đưa 85 triệu đồng. Tuy nhiên Phạm Minh Hải không có chức năng nhiệm vụ trong các cơ quan tố tụng liên quan đến việc điều tra, truy tố, xét xử và không có căn cứ pháp luật để giúp giảm nhẹ hình phạt cho Vương Thị Quỳ nhưng đã gian dối để chiếm đoạt 85 triệu đồng theo hồ sơ vụ việc phạm minh hải là đối tượng thường xuyên khiếu kiện gây phức tạp tình hình an ninh trật tự tại địa phương hiện công an huyện thuận thành đã thu hồi giấy nhận tiền do phạm minh hải viết tay và nhiều tăng vật liên quan